Các bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình Sức khỏe dành cho cộng đồng của bác sĩ Vinh. Trong những ngày vừa qua thì bác sĩ Vinh nhận được rất là nhiều câu hỏi của mẹ Quỳnh Anh thì có địa chỉ ở Đống Đa, Hà Nội này. Có mẹ Hoài Anh ở địa chỉ là Sơn La này. Còn một mẹ nữa, có rất là nhiều các cái mẹ mà bác sĩ Vinh cũng không đọc được hết câu hỏi ở đây. Những cái vấn đề chính của các mẹ đang lo lắng, các mẹ xoay quanh cái câu hỏi gửi cho bác sĩ Vinh thì đều là cái tình trạng là ở giai đoạn trước đây thì các con sử dụng sữa mẹ, các con có phân màu vàng. Trong cái thời gian gần đây các mẹ chuẩn bị đi làm, bắt đầu cho con sử dụng sữa công thức thì các mẹ lại gặp con xuất hiện cái tình trạng đi phân màu xanh rêu. Các mẹ gửi câu hỏi cho bác sĩ Vinh với rất là nhiều lo lắng là nếu như con đi phân như vậy thì có bệnh gì không, có phải xử lý gì không. Các mẹ thì đang nghĩ là con có vấn đề về tiêu hóa. Các mẹ sử dụng một cách đơn giản hơn là các mẹ ở nhà, các mẹ tự sử dụng men tiêu hóa cho con. Có những mẹ thì không yên tâm thì có thể gửi phân đi xét nghiệm. Những mẹ khác thì lại phải đưa con đi khám. Với một cái video này, bác sĩ Vinh muốn chia sẻ một cách đơn giản thôi để các mẹ có thể phân biệt được và với thời điểm nào mình có thể cần đi khám. Thông thường thì khi trẻ mới sinh ra trong khoảng 1 đến 3 ngày đầu, các con sẽ đi phân su màu xanh nhưng nó không xanh rêu. Thì thường cái phân su thì các mẹ đều có thể biết rất là rõ ràng rồi. Sau đó thì các con bú sữa mẹ, các con sẽ có phân màu vàng. Với những cái mẹ không đủ sữa hay muốn tăng cường sữa công thức cho con thì rất là nhiều trẻ gặp cái tình trạng đi phân màu xanh rêu. Phân màu xanh rêu ở đây, cái nguyên nhân chính của nó là do cái tình trạng mà trẻ không hấp thu được hết cái sắt sung phát, do phản ứng của vi khuẩn của một số trẻ không hấp thu được hết sắt sung phát và dẫn đến cái phân của con có màu xanh rêu, thậm chí là phân của con có thể chuyển một chút sang là cái màu xanh đen. Khi nó có một cái màu xanh đen ở đây thì các mẹ lại có một cái điều đặc biệt lưu ý đối với cái tình trạng trẻ đi phân rối loạn tiêu hóa mà dẫn đến cái tình trạng chảy máu đường tiêu hóa thì ở cái mức độ rất là nặng. Thì phân của con ngoài cái màu xanh, màu đen thì nó có thể có lẫn một chút với cái máu tươi. Như vậy thì nó không hoàn toàn là bình thường nữa. Ở đây là nó đã xuất hiện tình trạng có máu ở đây trong phân, nó là một cái tình trạng khác. Bác sĩ Vinh đang muốn chia sẻ với các mẹ ở đây là cái việc mà các con đi phân có màu xanh rêu. Bác sĩ Vinh sẽ gửi cho các mẹ xem một cái hình ảnh kèm theo cái video này. Cái màu xanh rêu do sữa công thức, nó là một cái tình trạng hoàn toàn bình thường. Nó có thể hầu hết là xanh rêu thôi, một chút nó có thể có cái màu xanh đen. Cái đấy là cái tình trạng dư thừa sắt. Cái biện pháp các mẹ cần chú ý ở đây là các mẹ có thể sẽ đổi một cái dòng sữa khác phù hợp hơn với cái khớp hấp thu của con. Mình hiểu ở đây là con đang bị dư cái lượng sắt ở trong sữa, nó không phải là một vấn đề về bệnh. Nếu như con ăn uống, con không có hiện tượng nôn chớ, con vẫn tăng cân đều thì cái phân như vậy là hoàn toàn bình thường các mẹ nhé.